Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập nhóm nữ nghị sĩ Quốc hội Việt Nam, chiều nay tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, qua từng nhiệm kỳ Quốc hội, các nữ đại biểu Quốc hội tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ, tài năng và tâm huyết của mình, xứng đáng là những người phụ nữ ưu tú, đại biểu của nhân dân. Từ chỗ chỉ có 10 nữ đại biểu trong Quốc hội khóa 1, đến nay số nữ đại biểu Quốc hội khóa 15 đã có 151 đồng chí. Không chỉ nâng cao về số lượng mà chất lượng, trình độ, học vấn, chuyên môn, kinh nghiệm hoạt động của các nữ đại biểu cũng không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ phát biểu tham gia tại các kỳ họp luôn ở mức cao. Nhiều ý kiến được tiếp thu có sức thuyết phục. Nhiều nữ đại biểu được Đảng, Nhà nước tín nhiệm, giao trọng trách làm lãnh đạo Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, các ủy ban của Quốc hội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của các nữ đại biểu Quốc hội, đặc biệt là những nỗ lực trong việc thúc đẩy bình đẳng giới. Tổng Bí thư nhấn mạnh, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước đang đặt ra những yêu cầu rất cao đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn hệ thống chính trị của nước ta. Trong đó có vai trò và trách nhiệm lớn lao của Quốc hội, của đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Quốc hội. Tổng Bí thư mong muốn các nữ đại biểu Quốc hội phát huy bản lĩnh và trí tuệ, thực sự là những bông hồng thép nhằm lan tỏa, truyền cảm hứng cho phụ nữ cả nước, nhất là thế hệ trẻ. Tiếp tục đổi mới về nội dung, đa dạng về phương thức hoạt động của Quốc hội, tạo sự đồng thuận của Quốc hội trong tham gia xây dựng chính sách pháp luật, trong đó có các chính sách pháp luật đối với phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới. Tổng Bí thư tin tưởng nhóm nữ đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục có những đóng góp lớn hơn nữa, làm tròn trách nhiệm là người đại biểu của nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark E. Knapper vào sáng hôm nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, xúc tiến nhiều hơn nữa các chương trình, dự án hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển tại khu vực và trên thế giới. Bày tỏ vui mừng vì hai nước đã đạt được nhiều thành tựu sau 28 năm bình thường hóa quan hệ, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, và cho rằng kết quả này có được là nhờ nỗ lực lớn của các cơ quan hữu quan hai nước. Ngài Knapper chia sẻ vinh dự được trở lại Việt Nam làm việc, đảm nhận trọng trách đại sứ Hoa Kỳ, nhất là vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Đại sứ cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vui mừng về kết quả điện đàm cấp cao với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 3 vừa qua. Đại sứ cho rằng, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức toàn cầu, việc hai nước tăng cường hợp tác có ý nghĩa quan trọng vì hòa bình thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Đại sứ Knapper khẳng định, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, bao gồm giải quyết vấn đề ảnh hưởng do chất độc da cam dioxin để lại, giả phá bom mìn và tìm kiếm người mất tích sau chiến tranh. Đánh giá cao nỗ lực của đại sứ Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ song phương cũng như những tình cảm dành cho đất nước, con người Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ, luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Tán thành với nhận định của đại sứ cho rằng, với sự nỗ lực của cả hai bên, quan hệ hai nước đang ở giai đoạn phát triển hết sức tốt đẹp. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan chức năng hai nước phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, đáp ứng mong đợi của nhân dân hai nước. Để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp. Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên mở rộng hơn nữa hợp tác quốc phòng an ninh, đặc biệt là việc khắc phục hậu quả chiến tranh, các chương trình nhân đạo, nhất là xử lý ảnh hưởng chất độc da cam dioxin tại Việt Nam, góp phần quan trọng vào quá trình hòa hợp, hàn gắn và xây dựng lòng tin giữa hai nước, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực quan trọng khác. Sáng hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tiến sĩ Thani Bin Ahmed Al Jayoudi, Quốc vụ Khanh, phụ trách thương mại quốc tế, Bộ Ngoại thương, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam đánh giá cao vai trò của UAE tại khu vực Trung Đông. Việt Nam rất coi trọng thị trường Trung Đông và UAE là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam tại khu vực này. Thủ tướng đề nghị phía UAE phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương Việt Nam để kết thúc đàm phán về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam-UAE, tiến tới đàm phán hiệp định về đầu tư, hiệp định về lao động, nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại theo hướng cân bằng hơn.
Thủ tướng đề nghị hai bên tích cực phối hợp tổ chức kỳ họp thứ 5 Ủy ban Liên Chính phủ trong năm 2023. UAE tích cực hỗ trợ Việt Nam thiết lập các cơ chế hợp tác về chứng nhận, xây dựng các trung tâm kiểm định, đào tạo nhân lực, đầu tư sản xuất thực phẩm Hà Lan. Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư UAE vào các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, tạo thuận lợi cho các hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và khí đốt của hai nước. Thủ tướng bày tỏ ấn tượng với những nỗ lực kết quả của UAE trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ lĩnh vực dầu khí là chủ yếu sang phát triển dịch vụ, các quỹ đầu tư, cho biết Việt Nam muốn tăng cường hợp tác và tham khảo kinh nghiệm của UAE trong lĩnh vực này. Ngài Thani Bin Ahmed Al Jejudi, Quốc vụ Khanh phụ trách thương mại quốc tế, Bộ Ngoại thương UAE khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực, thông báo kết quả làm việc với Bộ Công thương Việt Nam và cho biết tham gia đoàn công tác lần này có các doanh nghiệp, quỹ đầu tư lớn của UAE. Ông bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và nhất là thương mại quốc tế của Việt Nam, chiếm tới 30% tổng kim ngạch thương mại của UAE với khu vực Đông Nam Á, đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam, khẳng định UAE mong muốn tăng cường, nâng tầm hợp tác với Việt Nam về thương mại và đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, sử dụng nước hiệu quả, logistics, cảng biển, y tế, đồng thời mong muốn tiếp nhận nhiều hơn lao động chất lượng cao từ Việt Nam. Ông cho biết sẽ nỗ lực để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trên các lĩnh vực mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ý kiến, đặc biệt là về đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam, UAE. Thưa quý vị, tại phiên thảo luận tổ về dự án luật nhà ở sửa đổi, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo ra soát quy định, bảo đảm không chồng chéo mâu thuẫn với các luật khác, nhất là dự án luật đất đai sửa đổi đang trình xin ý kiến Quốc hội, đồng thời cân nhắc các quy định phù hợp thực tế. Hà Nội đang trong tình trạng thừa vẫn thừa nhà tái định cư vì một loạt dự án người dân chỉ nhận tiền, không nhận nhà. Còn thiếu vẫn thiếu vì luật đất đai phải có nhà tái định cư mới được triển khai dự án. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiến nghị dự luật xem xét lại. Có một cái hướng nó mở hơn trong cái luật này. Hoàn toàn giao cho cấp tỉnh có thể bố trí từ nhà tái định cư sang nhà xã hội, từ nhà xã hội sang nhà tái định cư. Nó linh hoạt. Để báo cáo các đồng chí thế. Bây giờ là một loạt nhà tái định cư là đang thừa. Nhưng mà chả nhẽ lại giới thiệu với dân, bố trí với dân từ phía Nam Hà Nội, từ phía Tây Hà Nội mà đi sang bên Long Biên là nhận tái định cư à? Nó vô lý lắm các đồng chí ạ. Cho nên nó thừa vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu. Cho nên là nó rất ách tắc trong vấn đề triển khai các dự án, đặc biệt là dự án giao thông, dự án trọng điểm của thành phố. Còn theo đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai, Đoàn Hưng Yên, dự thảo luật cần có quy định giải quyết triệt để mâu thuẫn liên quan đến quỹ bảo trì chung cư mới. Việc quy định chủ đầu tư có trách nhiệm lập tài khoản để quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư, tức là chủ đầu tư đứng tên chủ tài khoản, không giải quyết được triệt để vấn đề chiếm dụng khoản kinh phí bảo trì đã tồn tại trước đây. Phải có quy định cụ thể hơn về việc mở tài khoản của ban quản trị nhà chung cư để quản lý kinh phí bảo trì. Cần phải đánh giá cụ thể hơn về tính khả thi của việc giao Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì nhà chung cư. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có đủ căn cứ, nguồn lực thực hiện việc cưỡng chế này hay không? Về cải tạo chung cư cũ, đại biểu Đinh Tiến Dũng cho rằng cần gắn tái thiết đô thị, không thể để dân đóng tiền để kiểm định chất lượng. Nhà nước bỏ ra làm hoặc là kêu gọi xã hội làm để nhà nước trả tiền. Bây giờ anh đang muốn cải tạo lại chung cư, thỏa thuận với người dân để người ta vui vẻ, người ta đi lại bảo người ta góp tiền mà để đi kiểm định thì vô lý. Nói cứng thế này đâm ra lúc vận hành không làm được chứ. Mà mình thì đang muốn an toàn cho người dân. Về trách nhiệm nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại, Bí thư Hà Nội đề nghị bổ sung chế tài bắt buộc các chủ đầu tư phải bảo đảm việc đầu tư hạ tầng xã hội, chứ không để tình trạng người dân vừa vào ở kín mít mà các công trình hạ tầng kinh tế xã hội trong các dự án vẫn chưa hoàn thiện. Chiều nay thảo luận tại tổ về các quy định trong dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, vấn đề về thực trạng cũng như các giải pháp ngăn ngừa rủi ro sở hữu chéo ngân hàng. Dự thảo luật tổ chức tín dụng sửa đổi bổ sung giảm dư nợ cấp tín dụng nhằm siết chặt hơn giới hạn về cho vay và tỷ lệ sở hữu cổ phần của một hoặc một nhóm cổ đông tại ngân hàng.
Theo đó, dư nợ cấp tín dụng tối đa đối với một khách hàng còn 10%, với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 15%, và tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ ngân hàng của một cá nhân từ mức 5% hiện nay xuống còn 3%. Mục đích của quy định này là nhằm tăng cường tính đại chúng của ngân hàng, chống sở hữu chéo, chống thao túng, chống lạm quyền cấp tín dụng. Đành rằng là chúng ta có phải quy định cái này để cái giới hạn cấp tín dụng này để đảm bảo cái việc là không có cái hiện tượng, hạn chế cái hiện tượng là các cái doanh nghiệp lớn ấy, đứng sân sau của các ngân hàng. Khi mà chúng ta tụt như thế này, tụt quá như này ấy, thì rõ ràng là chúng ta sẽ, thứ nhất là chúng ta sẽ giảm mức cái bơm tiền vào nền kinh tế, giảm cái tổng mức dư nợ cấp tín dụng. Thì tôi nghĩ là cái này là cái rất là quan trọng cho nguồn cung ứng vốn cho nền kinh tế. Theo đại biểu Lê Minh Trí, Việt Nam là quốc gia có lượng lớn ngân hàng thương mại cổ phần. Nếu kiểm soát không được, phải tính đến lộ trình giảm dần các ngân hàng thương mại cổ phần không thực sự hiệu quả. Một số ngân hàng hiện chỉ cho doanh nghiệp trong hệ sinh thái của mình vay, rủi ro xảy ra ngân hàng nhà nước gánh, chế tài trách nhiệm cần làm rõ. Quyết định 986 của Thủ tướng Chính phủ nói cũng rất là cụ thể, là phải rà soát nghiên cứu sửa đổi bổ sung các quy định về ngăn ngừa sở hữu chéo, rồi ngăn ngừa việc lạm dụng quyền quản trị, quyền điều hành, quyền cổ đông lớn để thao túng hoạt động của tổ chức tín dụng, rồi hạn chế cái việc chi phối thâu tóm, vân vân. Thì tôi đề nghị là cái yêu cầu này rất đúng rồi đấy, nhưng mà làm gì và cách làm như thế nào thì luật phải yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước, trước hết là ngân nước phải đề ra được. Theo ý kiến của một số đại biểu, ngân hàng nhà nước cần tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, phòng ngừa các rủi ro cho thị trường tín dụng và nền kinh tế, thay vì những quy định không an toàn cho hoạt động của nền kinh tế. Thảo luận tại tổ về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi, đa số đại biểu đóng góp ý kiến vào các vấn đề xây dựng thêm nguyên tắc, chi tiết một số vấn đề và bảo đảm tính bao quát với tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến nguồn nước. Cho ý kiến về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi, đại biểu Nguyễn Quốc Hận, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau cho rằng luật tài nguyên nước cần được bao quát và mối quan hệ với các luật khác. Chúng ta phải bao quát hết tất cả các cái vấn đề liên quan tới cái nguồn nước, trong đó không chỉ là riêng nước, kể cả là liên quan tới cái việc mà khai thác cát, sỏi, nạo vét các cái lòng sông. Đây là một cái vấn đề mà nó lại ảnh hưởng tới cái chất lượng nguồn nước, cái lưu lượng dòng chảy, và nó liên quan tới rất là nhiều vấn đề. Mặc dù là cát sỏi thì nó được điều chỉnh bởi cái luật khoáng sản, tuy nhiên thì nó lại liên quan rất là mật thiết tới cái chất lượng của các cái nguồn nước. Bên cạnh đó, đại biểu phân tích hiện trạng các khu đô thị, khu dân cư xả thải trực tiếp ra các dòng sông gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước, gây ô nhiễm môi trường vẫn đang là thực tế chưa thay đổi, và đại biểu cũng đề nghị cần quy định trong luật sửa đổi lần này. Các cái dòng sông á, là một là cái nơi mưu sinh của rất là nhiều bà con trong khai thác cái nguồn lợi thủy sản, trong đó có nuôi trồng thủy sản, mà cái nguồn nước bị ô nhiễm, chất lượng không tốt thì sẽ ảnh hưởng rất là lớn tới cái đời sống của bà con, cho nên là chúng ta phải có cái quy định chặt chẽ về vấn đề này. Ngoài ra, một số đại biểu kiến nghị thêm các vấn đề liên quan đến nguồn nước xuyên quốc gia, các vấn đề về quy định các công trình cấp nước sinh hoạt hay cấp phép khai thác nguồn nước. Những cái nội dung mà đề cập tới nguồn nước liên quốc gia trong cái dự thảo của luật này thì cũng rất là chung chung. Thì tôi cũng kiến nghị là ban soạn thảo nghiên cứu thêm, xem rằng là những cái quyền và lợi ích mà có thể nảy sinh trong các cái liên quan đến những nguồn nước liên quốc gia thì có những cái gì lớn mà có thể nêu được cụ thể hơn trong luật này. Các đại biểu cũng làm rõ vấn đề bảo đảm an ninh nguồn nước cần đi cùng với quy định chặt chẽ với các doanh nghiệp sản xuất có hệ thống xử lý nước thải, nhưng thực tế đang có nhiều doanh nghiệp chống chế xả thải ra môi trường. Theo chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, phiên chất vấn sẽ bắt đầu vào sáng ngày 6 tháng 6. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì và có phát biểu khai mạc phiên chất vấn. Trong 2,5 ngày làm việc, Quốc hội sẽ chất vấn 4 nhóm vấn đề: lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, dân tộc, khoa học và công nghệ và giao thông vận tải. Nhóm vấn đề thứ nhất, lao động, thương binh và xã hội. Chịu trách nhiệm trả lời chính, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Thời gian ngày 6 tháng 6 từ 8 giờ 10 phút đến 11 giờ 30 phút và từ 14 giờ đến 14 giờ 20 phút.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng các bộ cùng tham gia trả lời chất vấn và giải trình các vấn đề liên quan. Nhóm vấn đề thứ hai, dân tộc, chịu trách nhiệm trả lời chính Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lệnh. Thời gian ngày 6 đến 7 tháng 6, từ 14h30 phút đến 17 giờ ngày 6 tháng 6 và từ 8h đến 8h50 phút ngày 7 tháng 6. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng Bộ trưởng các bộ cùng tham gia trả lời chất vấn và giải trình các vấn đề liên quan. Nhóm vấn đề thứ ba, khoa học và công nghệ, chịu trách nhiệm trả lời chính Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt. Thời gian ngày 7 tháng 6, từ 8h55 phút đến 11h30 phút và từ 14h đến 14h50 phút. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng các bộ cùng tham gia trả lời chất vấn và giải trình các vấn đề liên quan. Nhóm vấn đề thứ tư, giao thông vận tải, chịu trách nhiệm trả lời chính Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng. Thời gian từ mùng 7 đến mùng 8 tháng 6, từ 15 giờ đến 17 giờ ngày mùng 7 tháng 6 và 8 giờ đến 9 giờ 30 ngày mùng 8 tháng 6. Đặc biệt kỳ họp thứ 5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sẽ thay mặt Chính phủ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Thời gian từ 9 giờ 50 phút đến 11 giờ 20 phút ngày 8 tháng 6. Tiếp theo chương trình, chung tay tiết kiệm điện mùa nắng nóng. Cháy rừng khiến hai người tử vong tại Quảng Ninh. Kính thưa quý vị, điện đường tắt sớm, giảm một nửa công suất chiếu sáng, gia đình, nhà hàng hay công sở hạn chế thời gian dùng điện. Đơn vị cung cấp điện đang lên các kịch bản quá tải mùa nắng nóng. Nhiều lời kêu gọi tiết kiệm điện tiếp tục được đưa ra khi nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao. Dù đang trong cao điểm nắng nóng, nhà lại nhiều cửa kính nhưng ông Bình sống ở Hà Nội vẫn lựa chọn không bật điều hòa, tắt bớt điện, mở cửa thông gió kết hợp với bật quạt. Đây là việc làm thường xuyên của ông khi ở nhà một mình để giúp gia đình giảm chi phí tiền điện hàng tháng. Với cái thời tiết nắng nóng như thế này và với cái sự kêu gọi của bên điện lực cũng như mọi ngành là tiết kiệm điện, thì gia đình chúng tôi khi mà đông người thì có dùng điều hòa, nhưng khi không có người nhiều thì tôi tắt điều hòa và tắt luôn cả điện chờ của tất cả các loại mà trang thiết bị nó có cái đèn chờ đấy, cái điện chờ, và chúng tôi thì thường là bật quạt, mở bớt cửa đấy, để làm thế nào mà cho nó tiết kiệm điện nhất. Chính là vì biết cách sử dụng điện như thế cho nên là tiền điện sinh hoạt hàng tháng của chúng tôi cũng chỉ khoảng hơn 1 triệu một tháng. Với nhà hàng này, vì không gian rộng đông khách nên trong những ngày nắng nóng như thế này, điều hòa luôn phải bật nhưng với nhiệt độ từ 26 độ trở lên. Nhà hàng cũng chủ động cắt giảm những thiết bị điện không thực sự cần thiết như đèn hành lang, đèn biển báo. Trong thời gian nắng nóng thì chúng tôi cũng đã thực hiện một số biện pháp để tiết kiệm điện, như là tắt bớt bảng biển, điều hòa luôn để 26 độ để đảm bảo tiết kiệm điện cho nhà hàng cũng như chính chủ trương chính sách của toàn thành phố. Tại thủ đô Hà Nội những ngày qua đã tiết kiệm được hơn 4 tỷ đồng tiền điện nhờ tiết giảm 36% lượng điện cho đèn chiếu sáng. Thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp để tiết kiệm điện như bật đèn LED, giảm bớt giờ chiếu sáng không cần thiết ở đường phố, các tòa chung cư, trụ sở, khu vực quảng cáo. Chế độ chiếu sáng tiết kiệm và bật đèn muộn hơn 30 phút và tắt đèn sớm hơn 30 phút. Các công viên, vườn hoa chỉ vận hành một nửa số đèn và tắt toàn bộ sau 23 giờ. Đường phố, ngõ xóm và khu vực ngoại thành cắt giảm 1/3 số đèn và sau 23 giờ lại tiếp tục cắt thêm 1/3 nữa. Hiện đã có 900 khách hàng doanh nghiệp của EVN Hà Nội đồng ý ký thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại với tổng công suất đăng ký tiết giảm là 88,24 MW. Hà Nội trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, ai cũng muốn có nguồn điện ổn định để sinh hoạt và sản xuất. Nhưng chắc không nhiều người trong chúng ta biết được là ngoài kia, giữa trời đổ lửa hay trong đêm oi bức, thì hàng nghìn công nhân ngành điện đang thầm lặng bảo đảm cho dòng điện cho nhân dân. Hà Nội những ngày này duy trì nền nhiệt từ 39 cho đến 40 độ C. Dù vậy cái nắng, cái nóng không làm chùn bước chân của những người thợ điện thuộc đội quản lý điện số 4 công ty điện lực Trường Mỹ. Trực sửa chữa điện, phát quang hành lang lưới điện hay các công tác sửa chữa bảo dưỡng đường dây thay thế công tơ định kỳ. Mỗi tổ công tác như thế này phụ trách từ 2 xã tương đương với 1.000 hộ dân. Thường ngày tính chất công việc đòi hỏi ở họ nhiều sức lực và sự can đảm. Nhưng càng vào lúc thời tiết nắng nóng, công việc lại càng đòi hỏi sức bền và sự chịu đựng cao.
càng nắng nóng và phụ tải nó càng tăng cao khả năng mất điện của cả một cụm dân cư, ví dụ nó nhảy cái áp của một cái nhánh đường dây nữa, hoặc là mất điện của hộ gia đình nó càng cao thì vào những cái giờ cao điểm tối, có thể là 9 giờ, cũng có những cái trạm nó đến là 23 giờ nó mới cao điểm, thì chúng tôi phải có mặt đi kiểm tra. Mình đi kiểm tra cái phụ tải đấy như nào, cái dòng ở đấy nó có cân hay không. Nếu mà nó lệch quá thì về về báo cáo với đội để hôm sau có kế hoạch đi cân pha, đi san tải, đi làm tất cả các việc mà đảm bảo cho nó không nhảy được cái automat. Thật sự là bọn tôi luôn luôn túc trực, luôn luôn phải có mặt đấy. Ban ngày phơi mình dưới chảo lửa, đêm đến lại chia nhau kiểm tra từng trạm nhằm phát hiện dấu hiệu quá tải là lập tức kéo cáp, san tải để người dân có được giấc ngủ ngon. Và nếu nhận được điện thoại báo sự cố, những người thợ điện này phải thức trắng đêm để khôi phục lưới điện. Suy từ mình mà ra, đang có điện bình thường cái này mà mất điện một cái thì đúng là cực kỳ khó chịu, cực kỳ vất vả, nó làm gián đoạn mọi cái sự sinh hoạt, sản xuất. Mình cũng là người dân, không may mà mất điện thì thấy gia đình như vợ con mình, bản thân mình cũng cảm thấy rất là khó chịu. Thế nên là nắng nóng vất vả nhưng mà cũng cố gắng để làm sao mà phục vụ bà con được điện nó đảm bảo tốt nhất. Ấy. Tất cả vì cuộc sống, nghề nào nguy hiểm thì nghề nào nguy hiểm, ngành điện nó còn cái nguy hiểm hơn là những cái nguy hiểm nó không nhìn thấy. Chứ mà để mà ngăn ngừa được cái đấy thì mình cứ tuân thủ đầy đủ quy trình an toàn điện thì chắc chắn là không thể xảy ra được những cái tai nạn lao động. Nắng nóng thì vất vả thật, không phải riêng thì thợ điện mà tất cả đều thế. Chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện. Đó không chỉ là cách để tiết kiệm điện hiệu quả, mà còn là việc làm cụ thể, thiết thực để mỗi người dân sẻ chia những vất vả, gian truân của những người thợ điện. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long và Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết là trong ngày 4 tháng 6, các địa phương này đã xảy ra cháy rừng khiến cho 2 người thiệt mạng. Khoảng 2 giờ ngày 4 tháng 6, ông Hạng Quang Long đang xử lý thực bì trên diện tích đã thu hoạch tại khoảnh 6 tiểu khu 96A, giáp danh giữa phường Đại Yên và phường Việt Hưng thì xảy ra cháy. Đến khoảng 10 giờ 10, đám cháy có nguy cơ lan rộng, ông Hạng Quang Long đã huy động 12 người nhà và các chủ rừng giáp danh hỗ trợ xử lý dập lửa. Khi chữa cháy, do quá trình di chuyển trên đồi cùng với thời tiết nắng nóng nên ông Long bị ngất và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện bãi cháy. Tuy nhiên đến khoảng 14 giờ, ông Long đã tử vong. Cũng trong ngày 4 tháng 6, khoảng 12 giờ 30 phút, ở lô 25A, khoảnh 7, tiểu khu 41A, trên địa bàn phường Phương Đông, thành phố Uông Bí đã xảy ra cháy. Đến khoảng 13 giờ 30 phút, Ủy ban Nhân dân phường Phương Đông phát hiện anh Hoàng Anh Tuấn đã tử vong ở khu vực đồi đối diện đám cháy. Nguyên nhân và thiệt hại các vụ cháy đang được các cơ quan chức năng địa phương điều tra làm rõ. Đến sáng ngày hôm nay, 5 tháng 6, lực lượng chức năng huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục hỗ trợ người dân khu phố Phước Hiệp, thị trấn Hiệp Phước khắc phục hậu quả do trận ngập sau mưa lớn khiến nhiều tài sản hư hỏng nặng. Chiều tối 4 tháng 6, sau trận mưa lớn diễn ra tại huyện Nhơn Trạch, bức tường cao khoảng 10 m, dài 50 m, xây bằng bê tông ở khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 bị sập, tạo dòng nước lớn tràn vào khu dân cư. Nước bất ngờ dâng cao tràn vào nhà, khiến hàng chục hộ dân ở khu phố Phước Hiệp, thị trấn Hiệp Phước bị ngập nặng, có nơi ngập tới 50 cm. Nước ngập đã khiến một đoạn đường Hùng Vương bị hư hỏng, hàng chục nhà dân thiệt hại tài sản, nhiều ô tô hư hỏng do ngập nước. Trong sáng 5 tháng 6, lực lượng chức năng huyện Nhân Trạch và thị trấn Hiệp Phước đã tiến hành thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân, bởi dù mưa lớn nhưng lâu nay, khu vực thị trấn Hiệp Phước chưa bao giờ xảy ra ngập lớn như vậy. Sáng nay, tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có D từ cấp 3 đến cấp đặc biệt năm 2023. Năm 2022, thiên tai xảy ra bất thường, trái quy luật làm 175 người chết và mất tích, ước tính thiệt hại kinh tế hơn 19.500 tỷ đồng. Hội nghị đã nghe tham luận của các địa phương về bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, những tồn tại, hạn chế cần tháo gỡ để giữ vững an toàn hệ thống đê điều trước diễn biến lũ bão ngày càng cực đoan, chia sẻ bài học kinh nghiệm về quản lý, ứng phó, huy động vật tư, nhân lực hộ đê, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều. Thưa quý vị, hôm nay tuần lễ Không gian Việt Nam Hậu Giang năm 2023 đã được khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang. Đây là lần đầu tiên chương trình được triển khai ở một quốc gia Đông Nam Á.
Tuần lễ NASA Việt Nam diễn ra các hoạt động về giáo dục STEM Day dành cho sinh viên học sinh trên tinh thần vui học sáng tạo, được kết nối trực tuyến với các điểm cầu ở tất cả các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cơ hội bước đệm lớn để khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo, qua đó góp phần truyền cảm hứng và thúc đẩy đam mê nghiên cứu khoa học, khám phá thế giới của các thanh thiếu niên Việt Nam nói chung, đặc biệt là thế hệ trẻ Hậu Giang nói riêng. Thưa quý vị, với tinh thần học Bác một đời, học Bác mãi mãi, người lính bộ đội Cụ Hồ ở Thoại Sơn, tỉnh An Giang vừa hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc. Khi trở về cuộc sống đời thường lại là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Trong đó điển hình là mô hình câu lạc bộ cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường. Đến hẹn lại lên, cứ vào thứ Sáu hàng tuần, câu lạc bộ cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường xã Thoại Giang ra quân thực hiện nhiệm vụ quen thuộc. Tuy buổi ra quân hôm nay không mấy thuận lợi bởi thời tiết có mưa phùn, nhiều nước đọng gây khó khăn cho hoạt động của câu lạc bộ, nhưng trong khả năng còn có thể nên các thành viên trong câu lạc bộ vẫn tiến hành, nhờ đó mà tuyến đường đã sớm sạch và đẹp hơn. Như là một tuần là vào ngày thứ Sáu, là một tháng là 4 ngày đó, là bên cựu chiến binh nè, có bộ như là bảo vệ môi trường với làm như là mình bảo vệ sạch đẹp, xanh đẹp cho cái xã nông thôn mới của mình nâng cao nè. Bởi tuy dầm bận rộn thì vẫn đi làm thường vậy đó, thứ Sáu hàng tuần là đi hả. Bên cựu chiến binh là tổ chức là đi bảo vệ môi trường là có đi. Thì đặc biệt cái tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn xã thì hiện tại thì được 2.355 hộ trên 2.447 hộ đạt 91,1%. Cũng đạt theo cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 21-25. Ngoài những đợt ra quân với lực lượng đông đảo hùng hậu thì ở đâu đó cũng có những cựu chiến binh thầm lặng tham gia bảo vệ môi trường bằng khả năng có thể của mình. Cựu chiến binh Lê Ngọc Hàng, ngụ ấp Hòa Phú, xã Định Thành là một điển hình như thế. Đồng hành cùng chiếc xe đạp cũ, cứ tầm xế chiều mỗi ngày, ông Hàng lại trông rủi tìm, nhặt rác trên tuyến đường thân quen 943 này. Cũng từ đây, ông trở thành tấm gương điển hình trong câu lạc bộ cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường của địa phương. Bản thân thì thấy bác Hàng làm như vậy thì hết sức là kính trọng bác. Thì cũng nguyện noi theo bác để gìn giữ môi trường. Thì cũng mong những cái mọi người xung quanh chúng ta thấy để chúng ta bảo vệ cái môi trường chúng ta được trở nên xanh sạch đẹp hơn. Tôi biết là bảo vệ môi trường là chính bảo vệ sức khỏe của con người. Xanh sạch đẹp môi trường là cái thực hiện bức sống. Cho nên rằng là chúng tôi sẽ là vai trò và tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tích cực vận động thực hiện cho được cái vấn đề là cái tham gia bảo vệ môi trường nó càng ngày là càng hiệu quả hơn và tốt hơn. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đồng thời để xứng danh là người con của quê hương anh hùng, những cựu chiến binh ở huyện Thoại Sơn đã và đang phấn đấu không ngừng nghỉ, sáng tạo và tham gia tổ chức hiệu quả câu lạc bộ cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường là một minh chứng rõ nét. Hiện câu lạc bộ đang trở thành phong trào bảo vệ môi trường mạnh mẽ, là lá cờ tiên phong nhân rộng trên 70 câu lạc bộ, hơn 2.200 thành viên, trong đó có gần 1.000 hội viên cựu chiến binh trong toàn tỉnh tham gia. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự 45 phút chiều của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.